Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình để góp nhận 200 tập cần có kêu là SB Dlew BKB nha các bạn. Tập cần này nó lên 4 sàn Uniswap, Arbit này nọ các bạn. Đem dài giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mình. Các bạn đăng ký điền cái địa chỉ email của tất cả các bạn các bạn. Thì cái này thì các bạn theo Twitter thì bạn follow và tweet nha các bạn. Còn và các bạn join vào kênh group của nó các bạn. Có hai nhiệm vụ khá là đơn giản. Tiếp tục thì các bạn cũng mở Twitter của tất cả các bạn. Còn join vào thì các bạn Twitter các bạn theo dõi và tweet và join vào kênh Telegram cộng đồng của nó các bạn. Có hai nhiệm vụ khá là đơn giản luôn. Các bạn nhấp vào ba gạch nè. Các bạn nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Rồi tất cả các bạn cho chép vào khách nhà tạm đi các bạn. Rồi tất cả các bạn đắp lên các bạn. Các bạn bắt vào đây tờ Twitter và profile mình nghe thấy các bạn. Con này không có ghét nữa các bạn. 200 tốc cần này có khoảng 2 đô. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha. Các bạn vào setting copy username. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ ví thì dùng địa chỉ ví EC20 bên ví địa chỉ chocolate máy sơ wallet nha các bạn. Bitmart hay tài khoản trên tảng EC20 nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè. Mấy cái ứng dụng này load chậm quá tất cả các bạn. Bạn thông cảm các bạn, máy mình wifi nên nó vừa wifi vừa làm nên nó load chậm quá. Nhanh coi. Và các bạn lúc tìm địa chỉ anh hát mình nha các bạn. Rồi sao chép các bạn. Rồi các bạn trở về một cái link form này bạn bắt từ đây như thế các bạn. Rồi các bạn gì bấm gỡ các bạn. Rồi như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 200 tập cần sụ quá. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình nhé.